Xin chào cô chú anh chị nha, em là Điền đây. Thì cô chú có thấy con đường quen thuộc không ạ? Hay về Xuyên Mộc thì không xa lạ đâu ha. Đây là em Điền giới thiệu là đây là đường quốc lộ 5 nha. Thì cô chú anh chị nào mà hay về Xuyên Mộc thì biết con đường này rồi thì bỏ qua nha. Để em cùng giới thiệu tới cho mọi người chưa biết đến huyện Xuyên Mộc và đi về huyện Xuyên Mộc. Đây thì quốc lộ 55 mình đi vào sẽ gặp một cái cổng chợ Bá Lửa luôn anh chị. Huyện Xuyên Mộc kính chào quý khách, rất là tuyệt vời luôn. Và qua một cái cánh cổng này thì hai bên đường, cô chú chị thấy không? Hai bên đường huyện Xuyên Mộc mình trồng hai hàng hoa hai bên, rất là thơ mộng luôn anh chị. Đó, về như là Đà Lạt luôn anh chị ha. Nhưng mà Đà Lạt thì Đà Lạt này là Đà Lạt có biển anh chị. Thì khí hậu ở đây thì em Điền không có dám chắc là mát lạnh như Đà Lạt, nhưng mà em Điền chắc chắn là mùa nắng và mùa mưa khí hậu đều ôn hòa, vừa đều là mát mẻ anh chị ha. Huyện Xuyên Mộc này thì em thấy là đang thay đổi từng ngày luôn anh chị. Trước thì em Điền về đây thì Xuyên Mộc chưa có được như vậy đâu anh chị. Lúc trước thì em Điền có làm xe bất động sản ở Củ Chi, nhưng mà lúc làm xe ở đó thì em thấy môi trường ở đó thì thời điểm đó thì cũng cực kỳ khó khăn, mua bán thì cũng khó. Là em cũng có tìm hiểu tham khảo về cái huyện Xuyên Mộc biển Hồ Tràm này, thì em cũng về đây thì tìm hiểu kỹ lắm em mới về đây này. Thì em thấy là ở đây thực cực kỳ là phát triển luôn anh chị. Con đường em chọn thì cũng không có sai. Giờ rất là phát triển luôn. Nói chung là nông thôn thôi, chỉ là một cái nông thôn thôi, nhưng mà không thiếu bất cứ gì chị ha. Vừa có du lịch, vừa tiện ích đầy đủ này, không thiếu bất cứ cái gì. Thì theo em Điền nghĩ tương lai huyện Xuyên Mộc mình sẽ lên thị xã thôi anh chị, không lâu đâu. Thì hiện tại đã có huyện Xuyên Mộc thì có một cái thị trấn hiện hữu rồi ha, thị trấn Phước Bổ, và có ba cái thị trấn nữa, ba cái thị trấn đang gọi là đang xin để lên thị trấn anh chị, như xã Phước Thuận này, xã Bình Châu và xã Hòa Bình. Xã Phước Thuận đó thì trong xã Phước Thuận đó có biển Hồ Tràm ha. Đó, biển Hồ Tràm thì không xa lạ rồi. Tương lai là lên thị trấn và có cái đô thị, trong thị trấn có một cái đô thị Hồ Tràm, có phố đi bộ và du lịch biển vân vân, rất là nhiều, rất là phát triển. Thì để mà lên được cái thị xã thì có rất nhiều yếu tố ha, để lên được cái thị xã thì đó những là cái yếu tố cơ bản thôi, và nhiều thứ nữa liên quan tới dân số và thu nhập bình quân đầu người nữa, nhiều thứ lắm. Thì em nghĩ là huyện Xuyên Mộc này thì thu nhập bình quân đầu người thì cũng không có thấp anh chị, cũng tương đối là cao đó. Rồi đó là em giới thiệu sơ bộ về cái huyện Xuyên Mộc ha. Thì em Điền cũng có một cái bất động sản gần đây, cách quốc lộ 5 này không xa, đi vào con đường phía bên tay phải này, không xa, thì khoảng vài trăm mét thôi, có một cái nhà vườn rất là đẹp, rất là tâm huyết, nhưng mà bây giờ ngợp quá chị, ngợp ngân hàng tiền tùm lum đủ thứ tiền, nên phải bắt cắt lỗ anh chị. Rồi bây giờ em Điền sẽ mời cô chú chị đi tham quan một chút xíu, rồi em sẽ quay được cái quay lại cái bất động sản đó ha. Chạy tới chút xíu nè, là bến xe rồi anh chị ha, bến xe mình nằm bên tay phải này, bến xe huyện Xuyên Mộc ha. Đó, bến xe huyện Xuyên Mộc. Và vào đây là vào con lương, đây là thuộc thị trấn rồi nè anh chị, thị trấn Phước Bổ. Làn đường rất là rộng đó, chị thấy nè, rất là đẹp luôn. Và ở đây thì thường thường những cái lễ lớn ha, như là Tết Nguyên Đán này kia đó, thì đều có cái đèn đường này, và có cái bảng hiệu đèn led tùm lum hết trơn à. Nói chung là đi rất là đẹp, ban đêm rất là đẹp, ban ngày thì cũng đẹp rồi, nhưng mà ban đêm lại càng đẹp hơn anh chị. Ngân hàng này ra chút xíu thôi. Thì cái bất động sản em Điền giới thiệu đây thì ở là xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì xã Phước Tân giáp với lại thị trấn Phước Bửu anh chị. Ra chút xíu à. Rồi bây giờ em Điền sẽ mời cô chú chị mình xem bất động sản đó nha. Đây cô chú anh chị, thì em Điền cũng có nói sơ bộ qua rồi đó.
Thì cái một cái nhà vườn này thì em Điền muốn giới thiệu tới cô chú anh chị. Em thấy nhà vườn này thì nói chung là cực kỳ tâm huyết luôn. Nó về cái xây dựng, về mảng xây dựng thì nhà cũng được gọi là chưa xây dựng đẹp lắm, nhưng mà về cái thiết kế xây dựng nhà vườn á thì em Điền nói thực sự ra thì rất là tâm huyết luôn anh chị. Thì đây anh chị, từ đây mà đi ra quốc lộ 5 khoảng đâu đó là vài trăm mét thôi ha, đi tới đây ngã tư ha, mình đi ra đây và rẽ theo hình chữ Z á, rẽ ra đó là ra quốc lộ 5 rồi, có vài trăm mét thôi, khoảng 800 900 mét ha. Thì cô chú chị nào mà đi quốc lộ 5 á, hay gặp cái bảng mà mọc villa ha, homestay rồi đó, có cái bảng chỉ dẫn vô đó, mình đi theo cái bảng này là tới ngã tư là mình rẽ bên tay phải này là đi vào đây ha. Cái chỗ mọc villa đó thì nói chung là cuối tuần khách du lịch, đa số cuối tuần nha, khách du lịch về đây rất là đông ha, đi vào đường này rất là đông, rất là tấp nập luôn. Và nói chung là trong này thì kinh doanh về cái lĩnh vực là nghỉ dưỡng du lịch anh chị. Thì em Điền cũng có nói là cái huyện Xuyên Mộc mình tương lai sẽ phát triển về lên thị xã đó anh chị. Thì cái khu vực Phước Tân này nằm giáp với thị trấn Phước Bủ luôn. Thì em Điền có nghiên cứu là như là cái khu vực này có một phần nó mở rộng của thị trấn Phước Bủ mình ra anh chị. Cái vị trí mà em Điền đang đứng đây thì ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc này thì ra trung tâm huyện, khoảng đâu đó là trung tâm huyện luôn nha, chợ đò và hành chính luôn á, là khoảng đâu đó là 1 cây rưỡi thôi anh chị. Em Điền sẽ nói sơ bộ trước cái bất động sản này ha. Cái nhà vườn này cực kỳ đẹp luôn em Điền. Nói chung là cái tài chính cho cái bất động sản này thì cũng gọi lớn là thì cũng không lớn lắm, nhưng mà cũng trung bình thôi, nói chung là cũng đang ngợp ngân hàng anh chị đó. Thì em Điền sẽ nói sơ bộ cái thông tin bất động sản này trước ha. Mặt tiền đường nhựa mình thì rộng khoảng là hơn 8 mét rồi đó, thì anh chị thấy nè, ô tô né nhau thoải mái, xe 16 chỗ luôn ha, đi thoải mái luôn, xe ben xe xe công gì đi thoải mái luôn anh chị đó. Thì hiện tại bất động sản mình thì có mặt tiền là 19 mét anh chị, từ từ ranh đây ha, đi qua đây qua này. Thì bất động sản mình có hướng là hướng hướng đông bắc anh chị ha, hướng đông bắc. Qua tới bên này anh chị, đây, qua tới bên này là 19 mét anh chị. Thì trước là bất động sản bên này cũng là một chủ luôn, nhưng mà bây giờ bên này đã bán rồi anh chị. Đó, nói chung là bên này bán rồi, còn lại bên này thôi. Thì bây giờ là em đi sẽ giới thiệu bán cái này ha. 19 mét sâu vào là 75 mét nha. Một bên là bên này sâu vô là 69 mét, và bên kia là sâu vô là 75 mét anh chị. Đó. Thì trước ở trước cái nhà vườn thì cô chú chị cũng đã thấy rồi. Đó. Bố trí cây cảnh rất là đẹp, và ở trong đó có những cây cảnh rất là đắt tiền nữa ha. Đó, đầu tư rất là lớn. Đó. Mình đi vào trong phía bên trong thì thấy nè, có cái cổng này rất là đẹp luôn ha. Đó, cổng rào đầy đủ. Mái ngói nha. Đó. Nói chung là cái cổng này thì xe 16 chỗ đi vô tư anh chị. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành vào bên trong. Bố trí cây cảnh rất là đẹp. Đó, rất là tuyệt vời luôn, nói chung là rất tâm huyết. Bây giờ là phải là bắn kẹt anh chị. Anh Nghĩa, bây giờ anh giới thiệu sơ cái tùng này cho em được không? Dạ. Nói chung là cây tùng này thì anh chủ rất là tâm huyết luôn. Từ Hà Nội vận chuyển vô đây là cả chi phí cả tất cả luôn là 300 đó. Đây là một cái được gọi là giá trị lớn thôi, còn nhiều cái khác nữa. Đó, bên khu vực bên này thì bố trí cây cảnh á, phiến đá ha. Cây đu đủ này tùm lum hết, nói chung là đây là sự gọi là thực sự là một cái nhà vườn luôn anh chị, một cái nhà vườn nghỉ dưỡng thực thụ luôn ha. Đó, tâm huyết, rất là tâm huyết mà bây giờ ngồi lỗ ngân hàng. Bữa anh nói là cái đường đường đá này là anh đầu tư hết nhiêu? 700 mấy chục triệu. Đó là đá này đá khối hết à? Đá nguyên khối. Dạ.
tổng cái bức tổng giá trị bất động sản mình là 10 tỷ 500, thì đó cây tùng này hết là 300 rồi, cái này hết 700 rồi, chưa nói đất đai ha, bây giờ coi như là bán lỗ luôn á. Dạ dạ đó. Này em quay từng chi tiết, phiến đá rất là lớn, siêu tầm mạnh, siêu tầm về ha. Đó. Những cây cối, cây vườn rất là giá trị luôn. Thì hiện tại thì trên đất mình thì đã có sẵn một cái căn nhà ha, căn nhà cấp 4. Thì nói chung căn nhà này hình như anh cũng có trừa lên tầng anh chị. Đó. Nhưng mà anh đang làm tầng trệt thôi. Và xung. Nói chung là nội thất phía trong thì rất là tuyệt vời luôn. Nói chung là gia chủ mình bán thì để lại hết anh chị ha. Đó. Để em quay từ từ cho cô chú chị mình cùng xem. Đó. Tại vì cái nhà vườn này cực kỳ tâm huyết, em Điền cũng phải quay tâm huyết cho cô chú chị mình xem luôn. Đó, chi tiết luôn anh chị ha. Đó. Đây thì đất mình thì dài vô là 75 m. Tổng diện tích là gần 1.400 m² anh chị. Đó. Bất động sản mình thì hiện tại đã là quy hoạch đất ở tại nông thôn rồi, và anh chủ mình đã đăng ký là 300 thổ cư rồi, thì sắp tới mình chỉ có việc là đóng thuế thôi. 300 thổ cư này chưa đóng thuế nha. Đó, thì chỗ này thì đâu đó thuế khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một mét vuông anh chị. Đây, nhà ở ha, và sau này là phòng tiếp khách ăn, nói chung là kiểu giống như nhà hàng tiếp khách vậy đó anh chị. Đó, tiệc này kia đó nằm đây. Nói chung là gia chủ mình thì không phải là kinh doanh ha, nhưng mà ảnh làm để anh tiếp những cái công việc tiếp khách, công việc của ảnh. Tại vì ảnh cũng có làm bên bảo hiểm anh chị. Đó, tiếp khách rồi làm cái lễ hội, cái hội nghị này kia đó. Đó. Thì hiện tại là cái chỗ này có một trệt rồi một lầu ở phía trên ha. Đó, xíu em đi sẽ lên sau. Bây giờ em lùi phía sau này trước ha. Đó. Ở phía sau thì có cái nhà lục giác nghỉ mát ha, uống nước trà, uống cà phê buổi sáng nè. Ở dưới thì mình có kết hợp với lại cái phòng ngủ giống như homestay ngoài trời anh chị. Đây một phòng ngủ. Ở trên thì cái nhà lục giác thôi, nhà uống nước trà ở phía trên. Phía sau này cũng có những phiến đá và cây cối xung quanh. Nói chung là về cái độ mà rành về cây cối nhà vườn thì em Điền cũng không có rành cho lắm. Đó, thì em Điền có nói sai cái gì thì cô chú chị thông cảm bỏ qua nha. Đó, thì bây giờ em quay thì cô chú chị biết cái nào thì anh chị nói đó nha. Đó, em thì cũng không rành đó, những cây này nè. Tranh mình thì qua tới đây nha. Hiện tại thì cái bất động sản bên này thì đã có chủ rồi. Đó, trước là một chủ anh chị, trước là của anh luôn. Của anh gia chủ mình luôn, bây giờ là anh bán bớt bên này rồi, còn bên này đó, bây giờ bên này thì đổ qua bên này đang xây hàng rào lại ha. Đó. Rất là mát, cái khí hậu này thì gọi là ở cái xã Phước Tân, ở Tân Trung, xã Phước Tân Xuyên Mộc mình thì gọi là khu vực này thì khí hậu rất là mát mẻ anh chị. Nói chung thì vị trí thì ở xã thôi, xã Phước Tân thôi, nhưng mà tiềm năng thì chẳng khác gì ở thị trấn Phước Bửu anh chị ha. Thị trấn Phước Bửu thì anh chị biết rồi, có công viên Hồ Bà Tô này kia đó. Nói chung là nổi tiếng là công viên Hồ Bà Tô, gần hồ là mát rồi. Và chưa kể là tiện ích xung quanh thì không thiếu thị trấn mà. Tiện ích thì không thiếu. Đây em Điền ở trên, đang ở trên lục giác nhìn xuống. Đây. Đó. Nhìn tổng quát luôn. Nói chung là chỗ này, cái vị trí bất động sản này cách nhà em khoảng vài trăm mét, ra tới nhà tư đằng kia rẽ trái là ra tới chỗ nhà em rồi ha. Rồi bây giờ em Điền sẽ tiến hành lên cái phía bên kia cho cô chú chị mình nhìn tổng quát xíu. Xíu em Điền sẽ vào phía trong nhà em quay sơ qua ha. Cho cô chú chị mình thì anh cũng có báo rồi, báo giá là 10 tỷ 500 đó. Nói chung là cái giá này có khi nói chung là bây giờ tiền xây dựng không là gần bằng tiền chừng đó rồi, mà chưa kể tiền đất nữa, bây giờ bán chịu lỗ thôi anh chị. Ngợp ngân hàng quá, bây giờ phải bán các lỗ giảm thôi. 10 tỷ rưỡi mà tổng diện tích gần
1.400 m². Bây giờ em sẽ lên trên ha. Đó, thì trên này thì cũng nói chung là chưa hoàn thành lắm. Đó, thì nói chung đang là ấy thôi. Nói chung là bây giờ cũng không có kinh phí để làm nữa thì để vậy thôi giờ sao. Đó, có phía trên nhìn xuống ha. Bên này là phía lan can, bên phía giáp bên cái lô đất anh đã bán rồi nè. Đó. Ở trên này thì kiểu như là phòng máy lạnh này, phòng máy lạnh cho khách khứa ngồi uống cà phê phá trong này, muốn mát không gì muốn mát mẻ thì vô trong này ha. Còn phía ngoài thì không gió ngoài chiêm ngưỡng cảnh ở đây. Từ trên nhìn xuống này anh chị thấy này, cái lối đi này cực kỳ, nói chung là cực kỳ có giá trị, ông làm rất là tâm huyết. 700 triệu để bỏ ra 700 triệu để làm con đường này thôi anh chị. Đó. Có cái mít to đùng luôn. Vừa làm bóng mát vừa làm kem trái luôn. Đầu kia một cây tùng, sau này cũng có một cây tùng đây. Đây cũng là cây tùng luôn. Cây này thì em Điền cũng nghe nói lâu rồi, cái tùng này cực kỳ có giá trị luôn anh chị. Đó. Đối với người mà chơi cây thì nói chung là cực kỳ có giá trị, còn mà những người không chơi thì nhìn cũng như cây xanh bình thường thôi, không có gì. Như đầu kia một cây tùng ha. Đây cây. Đây cây. Cây cọ, cây dừa, vân vân, nhiều cây, rất là nhiều cây. Nói chung là giống như một cái khu sinh thái anh chị ha. Anh nhìn rất là mê luôn. Phía sau mình thì nở hậu ra 19.1 m² nha. Nói chung là đất mình nở hậu chứ không có bị thấp hậu anh chị. Đó. Anh chị thấy này, nói chung là hiện tại là đang nhà cấp 4 một trệt thôi, nhưng mà em thấy cái phong cách xây của anh thì chắc sẽ có trừa lên tầng nữa đó, nhưng không biết lên bao nhiêu. Bất động sản mình thì ở đất xã thì không có cần phải đăng ký giấy phép xây dựng đâu anh chị. Nói chung là đất ở rồi lên thổ cư là được rồi, không có vướng về pháp lý gì hết ha, không có vướng về xây dựng gì hết. Đất ở nông thôn thì có thổ cư xây dựng thoải mái. Em xin phép vô bên này xíu anh ha. Đây là khu vực uống nước trà phía trước này. Khu vực phía trước. Đây là hành lang bên hông. Và đây là khu vực uống nước trà phía trước, tiếp khách này kia đó. Bây giờ em sẽ, đây là phòng khách nè chị. Là phòng khách ha. Đó. Rồi. Đây phòng khách bên hông. Chị ơi phiền chị xíu, em quay xíu nha chị. Dạ em quay cho khách xíu. Dạ. Chị cứ làm tự nhiên em quay thôi. Trên là khu vực bàn ăn, dưới là phòng bếp, ở dưới là khu vực bếp ha. Toilet phòng tắm riêng nè. Phía sau cửa này mình đi lên cái chỗ nhà ấy đó, nhà tiếp khách. Trong nhà thì có hai phòng ngủ rồi. Đây, một phòng đây, một phòng đây ha. Nói chung là gia chủ mình để lại toàn bộ chị. Bán thì để lại toàn bộ ha. Phía trước thì những cái, nói chung là để lại toàn bộ, nhưng mà những cái vật dụng cá nhân hay là
ấy thì chủ đem đi nha. Cái này thì bán hàng của chủ mình nên là phải đem đi là cái chắc rồi, không để lại được ha. À. Rồi, có chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em đi. Rồi em liền cũng cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.